Rồi chào Phi, chào cô chú anh chị đang xem kênh là TK Bonsai. Hôm nay em có về được 6 cây mai chiêu thủy với 8 cây bông giấy với 3 cây bông bụp với 2 cây si búp hồng nha cô chú anh chị. Số điện thoại 0389372007 đó cũng là số Zalo của em cháu ha. Cũng không quên cảm ơn cô chú đã ủng hộ clip vừa rồi cũng nhiệt tình ha. Clip này cũng mong được sự ủng hộ cô chú anh chị gần xa rất nhiều ha. Rồi không mất thời gian cô chú vô cây số 1 là cây mai chiêu thủy. Cây này ông chủ nhà ông sửa cái gì như dọn như cái bình nha. Thời gian cho thông số. Chiều cao là 78. Thân 35. Những cái cụm nó 93. Kính bầu 30. Rồi, cái chiêu thủy mã số 1 này giao lưu cô chú anh chị 1.500.000 ha, bao ship toàn quốc luôn. Giờ không có vệ sinh nhìn nó già. Rồi, đổi gậy. Rồi tiếp theo cây số 2 cũng là cây mai chiêu thủy nha cô chú. Cây này nó nằm chậu không à, rút chậu. Chiều cao là 89. Đo một thằng bự thôi. 35. Cái này đo tham khảo thôi. Cái này 52. Đường kính bầu 40. Rồi cái chiêu thủy mã số 2 này giao lưu cô chú anh chị cũng chịu gửi luôn ha. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo số 3 là cũng là cây mai chiêu thủy nha cô chú. Xong bỏ trong này nè cái cây đó đó, cắt sơ sơ vậy cô chú cắt lại nha. Chiều cao là 76. Đo thân luôn, thân là 43, kính bầu 40. Rồi cây số 3 này cũng giao lưu cô chú anh chị 1.500.000 luôn ha, bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi đổi cây. Tiếp theo là cây số 4 cũng ngày mai chiêu thủy nha cô chú. Con rễ này nó bị cháy nắng nó lủa ha. Quay xong cạo tới thịt sống thả keo cho cô chú ha. Cây bao sống khỏe, cây rút chậu không. Chiều cao là 98. Hoành thân 39. Đường kính bầu 46. Rồi cây mai chiêu thủy giao lưu cô chú 1.500.000 luôn ha. Cũng bao ship toàn quốc luôn. Cái này nè. Rồi tiếp theo cây số 5 cũng cây mai chiêu thủy nha cô chú. Lô này nằm chậu không à. Chiều cao là 120. Còn có xéo thước không? Hoành thân là 47. Đường kính bầu 59. Rồi cái chiêu thủy mã số 5 này giao lưu cô chú anh chị 3.700.000 nha. Không sửa. Rồi, đổi cái.
Nè, xin lấy cái này cái. Rồi tiếp theo cây số 6 cũng là cây mai chiếu thủy rồi cô chú. Cây này phong cao ha. Cây này có clip rồi, không xong giá, clip này giao lưu lại cô chú ha. Chiều cao 1,5 m á. Trên này, dưới này là 63 ha cô chú. Đo xịt lên cái nữa đi. Cô chú tham khảo cho dễ. Bên này là 53. Cái này nó nâu lục cục ha cô chú. Đường kính bầu 53 luôn. Rồi, cái chiếu thủy mã số 6 này giao lưu cô chú anh chị 4.500.000 ha. Bao xếp toàn quốc luôn. Cái này xuống đây nó còn bự dữ lắm. Đò thử ghê. Đò tham khảo chơi. Cái này nó 70 ha cô chú. Rồi giao lưu cô chú anh chị 4.500.000 ha. Xuống kìa. Bỏ đây. Nè. Trời. Dịnh ông dưỡng chim cái mới được. Rồi, tiếp theo cây số 7 là cây dâm bụp nha cô chú. À, đụng. Cao có 1,6 m rồi cô chú. Chữ hao. Mình thắng 49. Kính bầu 45. Rồi cái bông bụp này giao lưu cô chú anh chị 1.200.000 nha. Bụp đỏ nha cô chú. Xuống tới nè. Cái này số 7 thì đi gánh số 10. Rồi tiếp theo số 8 cũng là cây dâm bụp nha cô chú. Xong khỏe ha. Cao 1,5 m nha cô chú. Bình thân 49 nha. Bình kính bầu 46. Rồi cái ông bụp mã số 8 này giao lưu của chú anh chị 1.200.000 luôn ha. Bao ship toàn quốc luôn ha. Để sống khỏe rồi. Chúng ta rồi tiếp theo mã số 9 cũng là cây bụp đỏ, còn có 3 cây nha cô chú. Chiều cao 89. Đỏ nguyên cụm. Cái cụm nó là 84 tính 83. Kính bầu 49. Rồi cái bụp mã số 9 này giao lưu cô chú anh chị 1.500.000 ha.
mỗi cây. Rồi tiếp theo số 10 là cái giấy sắc pháo nha cô chú. Pháo một màu ha. Chiều cao là 98. Cây này khó đo quá vậy ta. Đo ngắt nhánh thôi, cây cũ với này khó đo quá. Nào là 34 nha cô chú. Dưới này bự lắm nha, khó đo quá. Trời. Đường kính bầu 40. Cái cây này nó có lũa chỗ này một chút nha cô chú. Từ đây xuống đây ha, xử lý keo rồi ha. Lại gọi đây cái này. Với cái lỗ này là nó không có gì, nó xuống hai lóng tay ha, cứng ngắt không có gì nha cô chú. Nó có nhiều đó. Cây này già cây dữ lắm. Rồi cái sáp pháo này giao lưu cô chú anh chị 2 triệu ha, bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi tiếp theo cây số 11 cũng là cây sắc pháo nha cô chú. Bonsai ha. Cây này là nguyên zin luôn, không có cái thẹo vít gì ha. Chiều cao 70. Bay ra 80. Thân 29 tính 28 nha cô chú. Cây này đế cứng khự luôn ha. Bỏ như con thú người ta trồng trong cái bao á. Rồi cây sắc pháo mã số 11 giao lưu cô chú anh chị 1.400.000 nha. Rồi đổi cây. Này phải lấy đồ lại chim mới được. Dịnh dịnh. Đó, cái này lên cái bàn nhỏ. Đấy, quay vòng hai vòng mà dịnh. Rồi, tiếp theo cây này cũng là cây sắc pháo nha cô chú. Rồi dịnh đi dịnh. Không bao cô chú là không có mục có bọng gì nha. Tới đó cỡ 1m7 à. Quanh thân 55 tới 54, ố 45 nha chú. Kính bầu. Đường kính bầu 60, chiều dài. Rồi cây sắc pháo mã số 12 này giao lưu với cô chú anh chị 2.800.000 ha. Cây không bọng không lũa nha cô chú. Rồi xuống luôn. Cây 13 đó. Cái gì? Ô nãy giờ không ghinh cây nhỏ. Trời. Chết, cây bự mà để lên bàn dính nè. Bỏ qua đây nè. Lấy cục gạch là chim lên cây. Đây nha. Tiếp theo cây số 14 là cây giấy trắng nha cô chú. Một màu ha. Trắng tươi luôn ha. Cây này một thân mình lên 4 chia cô chú. Dịnh tánh. Chiều cao có 1m7 nha cô chú. Cây này đế cứng bầu luôn. Thân 51 ha. Tôi hào hào thử củ đặc. Củ đặc 71 ha. Đường kính bầu 55. Rồi cái giấy trắng một màu này con giao lưu với cô chú anh chị là 6.500.000 ha, bao ship toàn quốc luôn ha. Cây bao cô chú là không có thẹo có dít gì ha.
chỉ nó có thẹo mặt cắt thôi, cây đặt nguyên si luôn ha. Ghim lại đây chút. Ông hậu này ông nặng trời. Rồi tiếp theo cây 15 cũng là cây sắt pháo nha cô chú. Cây này nó già, nó gắn guốc hết trơn. Chiều cao hết thước dây nha cô chú. Bình thân là 57. Cái cây này cô chú không thích mấy cái chị này mình cắt bỏ nó giót cây dữ lắm ha. Tại để gì vậy? Cây này là không có bọng có mục gì nha cô chú. Nó già quá rồi, nó găng guốc hết trơn. Nó chỉ có cái lỗ này mà nó quá đá. Đo ấy chưa ta, kính bậu 65. Rồi cái sắt pháo một màu này, cái số 15 giao lưu cô chú anh chị 7 triệu ha. Cái không có mục có bọng gì nha cô chú. Lại gọi này cho cô chú coi cái. Có cái lỗ này mà nó quá đá cứng ngắc nha cô chú. Thịt xanh vàng ha. Nó không có cái gì chứ có nhiêu đó. Rồi giao lưu cô chú 7 triệu. Số. Hồi nãy không có cây số 13 không có ấy hả? Ủa mày lộn cây rồi. Lộn cây rồi cô chú ơi. Cái này cây số 13 cái giấy đỏ nha cô chú. Đỏ đơn ha. Vịnh đây tớ, hay vịnh đây tớ. Vịnh cái cây nha, ngã nha. Đừng có quay. Cao là 130 ha. Rồi tay. Hoành thân là 34 nha. Rồi cái giấy đỏ đơn một màu này giao lưu cô chú anh chị 2 triệu ha, bao ship toàn quốc luôn. Cây không bọng không mục nha cô chú. Rồi. Cái gì? Rồi tiếp theo 16 là cái si búp hồng nha cô chú. Mini ha. Chiều cao là 49. Còn thân trên này 31. Đường kính bầu 37. Cái xe búp hồng mã số 16 giao lưu của chú anh chị 900 ha, bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi đổi cây. Theo cây số 17 cũng cây xe búp hồng nha cô chú. Tánh mới không biết. Chiều cao là 86. Nguyên cái bệ nữa. 80. Đường kính bầu 50. Rồi cái si búp hồng giao lưu cô chú anh chị 2.500.000 ha. Cái này già dữ lắm này nha cô chú. Rồi đổi cái. Bàn bự. Rồi tiếp theo là cây vàng chanh nha cô chú, con giấy vàng chanh ha, con có hình mặt bông luôn ha. Cái này clip gọi bị bom. Vịnh đây. Quay gì được rồi, nó khó ấy đó. Cao có 1m4 nha cô chú. Thân 36. Đường kính bầu 38. Rồi cây vàng chanh mã số 18 giao lưu cô chú anh chị 3.500.000 ha.
Cái màu này mà nó hoành cỡ này nó lâu lắm rồi nha cô chú anh chị, già lắm rồi ha. Ngồi xuống đi. Rồi tiếp theo là cây số 19 là cây sắc pháo nha cô chú. Cây này là không bọng không mục ha, nó có cái thẹo chỗ đó. Chiều cao là 142. Tán ngàn nó 130. Bình thân là 75 nha cô chú. Có cái thẹo này cũng bao chú không có một bọng nha, xử lý rồi ha. Rồi cây số 19 cây sát pháo giao lưu cô chú anh chị 8.500.000 ha, bằng cái giá khách chóp hồi clip rồi. Chóp rồi ông không gửi địa chỉ gì hết trơn. Rồi cây này cũng là cây cuối clip của em cháu ha, cuối clip con cũng chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ những clip vừa qua ha. Clip này cũng mong được sự ủng hộ của chú anh chị gần xa rất nhiều ha. Số điện thoại 0389372007 đó là số Zalo ha. Tên cảnh ở Mỹ Thuận, Mỹ Tú, Sóc Trăng nha cô chú. Rồi cuối clip con xin chào.